Chào các bác, rất vui khi được gặp lại các bác trong video clip hôm nay. Hôm nay em sẽ lên sóng test cho các bác sản phẩm, đó là một chiếc đầu băng gối Tech A6300. Điều đặc biệt là trong video clip hôm nay em sẽ giảm giá rất mạnh sản phẩm này cho các bác chơi. Đấy, nhằm tri ân các bác đam mê đầu băng gối trong suốt những cái thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh bên em rất là nhiều. Bán khá là nhiều 6300 rồi và hôm nay em sẽ giảm giá model này, giảm giá cụ thể là cái chiếc máy này, giảm giá cực sâu cho các bác chơi. Em cũng xin giới thiệu sơ qua một chút về cái chiếc đầu này để nhiều bác chưa có chơi thì chúng ta nắm được. Tech A6300 là một cái model rất là thành công của hãng. Model này thì có thể nói là một huyền thoại luôn. Em nó thì thường được kết hợp trên bộ dàn âm thanh cổ gồm cặp loa 99A, chiếc ly Sansui 9090DB và chiếc đầu băng cối Tech A6300. Đây là bộ ba món không thể thiếu trong cái hệ thống âm thanh cổ nhà chúng ta. Chiếc đầu này thì chạy băng 3, băng 5, băng 7, băng 10 inch, auto vớt 2 chiều, rất là đẹp. Với thiết kế là mặt nhôm phay màu trắng, có những cái đường vân ngang nổi khối trông rất đẹp, mặt mũi thì sáng sủa. Model Tech A6300 thể hiện ngay ở chính giữa. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cụm đồng hồ vu với hai chiếc đồng hồ vu ánh sáng vàng vu vẩy rất đẹp. Và mời các bác chúng ta sẽ đi quan sát sâu những cái chi tiết này. Em này thì đầu tiên thì mời các bác chúng ta cùng xem. Đây model 6300, mặt mũi thì còn khá là đẹp, sáng sủa. Cụm đồng hồ công tơ mét, rồi công tắc nguồn, chế độ lặp repeat, chế độ chơi băng 7 hoặc băng 10, chế độ tốc độ nhanh chậm, hai volume dành cho đường mic và đường line, hai cụm đồng hồ vu, dòng chữ automatic reverse. Ở đây chúng ta sẽ có một cái volume tổng ở đây. Đấy, hàng gạt thì dành cho cái phần thu. Chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường sao. Các cái phím này, đấy, thông thường như là chạy chiều phải, chạy chiều trái, tua này, stop này, pause và rev. Máy này thì được thiết kế với hai cái hồi gỗ ở hai bên rất là đẹp, rất đẹp sang trọng, tạo nên cái vẻ đẹp, cái vẻ đẳng cấp cho chiếc đầu băng cối. Mặt mũi em nó thì còn sáng sủa, còn rất là mới, rất là mới luôn. Đấy. Em này thì bình thường thì 6300, bên em thường bán tại cái thời điểm hiện tại với cái giá bán là 22 triệu đến 22 triệu 500 nghìn đồng cho một máy. Tuy nhiên con máy này thì bên em sẽ bán cho các bác với mức giá rất tốt, với mức giá rất tốt là 20 triệu đồng cho em Tech A6300. Và em này thì có kèm cả húp zin theo máy các bác nhé, có kèm cả một cặp húp zin theo máy. Thì cái húp zin này rất là giá trị, nhiều các bác đi mua không có đâu. Nếu như các bác nào không lấy húp, ở nhà chúng ta có húp rồi, bớt lại húp, em trừ thẳng 1 triệu đấy, để các bác biết là cái giá trị của cái húp như thế nào. Nếu như các bác không lấy húp thì là 19 triệu đồng. Còn lấy cả húp zin theo máy là 20 triệu đồng. Đấy. Giá hôm nay rất tốt, giá bình thường thì phải 22 đến 22 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. Đấy. Về hình thức thì các bác đánh giá, đấy, con này hình thức thì thuộc loại khá. Tuy nhiên nó không được hoa hậu nhưng nó thuộc loại khá. Nhưng cũng còn rất là đẹp so với những cái máy khác bán ở trên thị trường thưa các bác. Đấy, nội thất sắt xi còn 7 màu, đấy, 3 motor, đấy, còn rất mới, zin nguyên bản. Đây thưa các bác, đấy, còn rất mới, zin nguyên bản. Em này có cái số series là 17802, đấy, các bác lưu ý nhé. Chốt em á hậu 17802, giá chỉ có 20 triệu đồng thôi. Đấy, bao zin nguyên bản, hoạt động tốt cho các bác chơi. Đấy, hoạt động rất tốt cho các bác chơi. Và bây giờ em sẽ test phần vận hành của máy. Đấy. Các bác có nhu cầu em máy này thì mời alo cho shop đặt trần. Đấy, một con duy nhất ở cái mức giá tốt này thôi, không có con thứ hai. Đấy, một con duy nhất, các bác có nhu cầu alo cho em theo số máy 0983586968. Shop đặt trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Đấy, con này rẻ hơn bình thường là được 2.500.000 đồng các bác nhé. Các bác nào không lấy hút nữa thì rẻ được 3.500.000 đồng luôn. Đấy, mức giá rất tốt. Mời các bác, em sẽ test, mời các bác chúng ta cùng nghe.
20 triệu đồng cho em 6.300. Các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần. Số máy 0983586968. Sản phẩm kèm hút zin theo máy cho các bác. Các bác thấy chất âm của dòng 6.3 rất hay không ạ? Có thể nói là thuộc huyền thoại rồi. Giá rất tốt, chỉ có 20 triệu đồng. Các bác có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Đây là một cơ hội tốt cho các bác có thể sở hữu được một em đầu bằng cối 6.300 huyền thoại. Em sẽ bật chiều ngược lại. Máy này thì vận hành cả hai chiều đều rất ok. Cả hai chiều luôn. Automatic reverb. Em sẽ test phần tua cho các bác xem hoạt động hoàn hảo. Đấy, rất là tốt luôn. Giá chỉ có 20 triệu đồng. Các bác có nhu cầu thì nhanh tay alo cho em và em sẽ giảm giá duy nhất một con này. Vâng, em xin chào và xin hẹn gặp lại.